đâu đâu cái gì. GLMM.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Chiến ngay tại GLMM.me. Hello, xin chào cả anh em nhá. Mày cứ bình tĩnh nha, mày sao mày phải sợ tao đấy nhỉ? Chú chó mình, anh em mình có làm sao đâu mà mày phải xoắn nhỉ? Cái con cái nhà nào? Mẹ Hiền là mẹ nào? Mẹ Huyền. Huyền là con nào? À nhầm, Huyền là cô nào? À cô bạn cháu kia gì? Thế cầm sách vở ở đâu rồi? Đi học thêm. Đi học thêm à? Học thêm mà mày học ở bụi này à? Hả? Học ở đâu? Bụi. Bên học ở đâu? Học chấm giữa. Chấm giữa à? Thế tốc độ đi luôn, đi cho sớm nhá. Học hành nhá, cẩn thận nhá. Học đến cấp 2 rồi đi lính nhá. Rồi đi đây. Nè. Đấy, ok mời ạ. Đấy. Rồi đấy là... theo lệnh của Ngọc là mình có đi ăn đám cưới mà mình không biết cái đám cưới này, đám cưới là của bố con nhà Lao. Mình vào phát thì thấy mấy ông cứ sang là gọi là aloso, gọi là lốc ao mình anh em ạ. Đấy, mình cũng gọi là mình để mặt Ngọc thì mình có uống một tí. Nói chung là hôm nay say rồi mà say là nói chung là cơn say nó lên thì là cơn điên nó cũng kèm theo anh em ạ. Đấy. Mày nhá, thằng em mày cứ quay video này cho anh. Trong bất xuất ngoại bất nhập, cho dù trường hợp gì xảy ra mày cũng phải đi theo anh, mày nhớ chưa? Mày nhớ nhá. Đấy, mày cứ phải đi theo anh. Đấy anh em biết không? Bao nhiêu ngày nay nhá, mình rất là khó chịu vì mình không thích cái người lạ vào trong nhà của mình. Mình không biết cái ông kia là cái ông nào mà người ta cứ bảo đó bố mình. Nói chung là mình chỉ có một bố ruột thôi, nhưng bố ruột mình đâu mình không biết. Còn mình không chấp nhận bố dượng là hay là thằng bồ hay là thằng chồng nào hay là thằng bố nào của mình nữa cả. Đấy mà bao nhiêu ngày nay nào đều hốc cơm ở nhà mình, hốc xong lại còn lên giường ngủ ở phòng của bố mẹ mình. Đấy mà thằng Tuyền cả con Diễm không hiểu tại sao tự nhiên bây giờ lại chuyển vào trong kia rồi, thì bố mẹ mà gọi là mẹ mình ra đây ở cả ông kia ngủ chung một giường đấy, nên mình hôm nay mình rất là bức xúc. Hôm nay mình vào mình phải giải quyết luôn nhá. Hôm nay là không thể để tình trạng này nó xảy ra được anh em nhé. Mày phải đi theo tao với chưa, nếu mà tao có trường hợp gì xảy ra là mày cũng phải vào mày gọi là aloso cùng tao với chưa. Đi anh. Tao mới nhìn mày phải cứ phải vào đây. Thì đấy để dặn để cho biết đường mà... ấy thôi. Anh cứ sao cứ anh cứ không bênh em, anh cứ bênh ngoài nhỉ? Biết ai bênh ngoài mà? Mày để ý mấy cái ông vừa đấy ở đám cưới nhá. Bắt tao uống hơi nhiều ấy nhá. Tao cái biết gì mà phải uống với tao? Hả? Anh không phải là chồng em không rất anh đi rồi, nó ngại cái mặt ra. Quán cái ông mồm lông. Mồm lông. Con mẹ, con làm gì đâu mà mẹ phải nhìn. Con xem thôi, xem ăn uống nhào thôi. Ăn với bác rồi. Với bác hả? Với bác hỏi gì? Hỏi xem ăn... tiêu chuẩn em gì? Tiêu chuẩn khách khứa về đây ăn chỉ được 2 bát trở xuống thôi. Ai là khách? Ai khách bảo bảo là khách. Rồi ăn xong thì về nhà ngủ cho sớm đi. Mày chạy. Mày đi vào kia đi. Sao cứ chơi đi. Ăn thôi. Ngủ đi à nha. Nháo thế. Đi rồi. Cả anh ấy cẩn thận đấy. Đừng để em phải đi tiếp lên nhá.
đang còn cái sức chịu đựng và đang còn cái sự tôn trọng dành cho anh rất là cao đấy, hiểu không? Thôi được rồi. Tôi còn đang bữa ăn không chắc biết cả. Lợi này. Ngày ra thì đi của cô ấy thì cho nó tập trung cho nó chạy. Lôi của cái nhà nó nhau chạy. Đang ăn nướng này. Mấy giờ mà ra đi ngủ rồi? Có hơn 9 rưỡi rồi mà đang ngủ rồi, ngủ sớm đấy. Hả? 9 rưỡi còn sớm? 9 rưỡi là mất sớm, bây giờ mà quá 12 giờ ngủ mà ngủ không phải ngủ chỗ này. Chỗ này phong thủy không tốt nhá, cho nên như này. Nha, đồ vô đây, chân vô đây. Bây giờ nhá, xuống đất nằm ngủ cho nó mát nhá. Tôi đang xây rượu đây, về tôi thích đánh nhau đấy nhá. Thế có xuống không? Xuống thế hả? Bây giờ lâu lắm rồi, từ bé lớn là bây giờ tầm bây giờ 20 mấy tuổi rồi, là lâu lắm rồi, là hơn xịt năm nay rồi, hơn 10 năm nay rồi, là chưa được ngủ cả mẹ tôi nhá. Hôm nay tôi ngủ để mẹ tôi ru, tôi ngủ cho nó ngủ cho ngon, chứ không lâu lắm mà chưa nghe tiếng ru ngủ bao giờ. Đấy. Mẹ hôm nay cho con ngủ đây được không? Cho nó nằm đất. Lớn nhà ngủ hơn thì con. Sao? Ngủ cho nó nằm đất. Ô chứ bây giờ tôi lại. Dạ. Để chết không? Ngồi ghế mẹ bảo. Tôi để mẹ tôi nhá. Vâng, mẹ là gì? Sao con lại cứ vẫn cứ nói lăng nhăng như thế nhỉ? Chứ mẹ không về người nhà thì mình nói chuyện bình thường, chứ mình không phải người nhà nói chuyện bình thường sao được, mẹ cứ làm sao đi về nhá. Ông không làm đất đúng không? Thế ông nằm ở đây tôi làm giữa đấy, thế thôi đi ngủ nhắm không nằm ông này làm đất đây cho cái gối, ôi đau đầu này đấy, ông làm đây đấy, mẹ nằm đấy, con nằm giữa mày làm đất không sao. Ông mẹ thấy không chị, từ nãy giờ con nghe toàn lời khiêu khích thôi. Thế rồi làm này đấy, mẹ làm đây, con làm giữa. Cứ làm đây. Cái gì đây? Dạ. Nằm cùng đầu chứ nằm thế thì ngửi chân thối à? Không, con muốn nằm theo kiểu xen kẽ đang truyền ấy, mẹ hiểu không? Mẹ cứ nằm ngủ đi. Con nằm đâu này? Không nằm mà nói không cho ngủ đâu nhá. Đúng rồi, được rồi. Rồi. Đang ngủ. Hay quá mà. Ôi. Ôi. Mẹ thấy không? Mẹ nằm đây thì đau. Đau cái gì? Thế ông có chịu được không, chịu được thì xuống đất nằm. Mày đứng đây. Bây giờ tôi ngủ tôi quên gác rồi, bây giờ ông không quên gác thì ông xuống đất nằm chứ không. Sao mẹ cứ bảo con không nhận được ra ai nhỉ? Bây giờ người không phải máu mủ giờ thì người xa lạ thì mẹ cứ bắt con được gọi là bố, làm sao con gọi được? Xa lạ làm sao mà cho ngủ ở đây? Phải minh mẫn ra như thế chứ. Cùng nhà mới ngủ ở nhà, mới ăn ở nhà này được chứ. Nhưng con không biết, con chỉ biết là không được bố, nói chung là mẹ không được ngủ đây với cả ông ý. Không được ngủ với nhau. Bây giờ ông nước nào không nằm thì nằm đây tôi gác ngủ tiếp cho nó ngon nhá. Đó. Cái ngủ đây phải làm hẳn hoài. Không thì mẹ bảo thằng Tuyền gọi nó về nó lại xịt vào nhá. Gọi anh Đạt đi cầm côn nhá. Có biết côn không? Biết. Côn ấy cục vào đây thì bắt đầu là cái lão này nó minh mẫn ra này. Cho ông Tuyền nó về gọi về để cho xịt vào. Thì con làm bình thường, con gác bình thường thôi, con làm sao đâu, con làm gì đâu. Làm thì không làm cùng chiều, xong bắt đầu làm vớ, làm vẩn nào, nằm xuống. Thế lại đi uống rượu đâu về đây? Rồi con xuống nhà Ngọc, nó đưa con vào cái đám cưới của ai không biết đâu. Vào tự nhiên mấy cái ông nào vào bắt con uống rượu thì con... Thế cái đầu đã khỏi đâu mà lại đi uống rượu xong về lại liên thiên rồi. Gọi chuyển về nó xích vào. Thôi, đi luôn. Khoảng cách nhá, ngủ khoảng cách nhá. Đi đâu mà nó mở trận cho nó. Đi có cái gì chú nhảy eo ấy. Có mấy chục thì con, mấy chục nghìn thì con còn đi thay răng, nhưng bây giờ đã có tiền thay răng đâu. Được gì phải thay nữa.
không ăn răng không ăn được cơm. Đó. Đi đây, không quản tiền nhá. Nó mẹ ngủ, mẹ ngủ.